Sáng nay, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2021. Cơ quan thống kê cho rằng trong 6 tháng đầu năm 2021, Đà Nẵng đã thực hiện rất tốt mục tiêu kép, đó là vừa tập trung phục hồi tăng trưởng kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1% so với 6 tháng đầu năm 2019. Kinh tế thành phố đang dần khôi phục và thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020. Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế, khu vực dịch vụ ước tăng 5%, là trụ đỡ chính góp phần xây dựng nền kinh tế đóng góp 3,5 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng cũng đã lấy lại đà tăng trưởng với mức tăng gần 3%. Quy mô nền kinh tế đạt gần 53.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng, trong đó khu vực dịch vụ chiếm 66%. Công nghiệp và xây dựng chiếm 21%, thuế sản phẩm chiếm 11% và nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng hơn 2%. Theo cơ quan thống kê, mặc dù kinh tế Đà Nẵng đã được phục hồi, nhưng với tốc độ tăng trưởng dưới 5% trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn còn khá chậm so với 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% cho cả năm 2021 như kế hoạch đề ra, trong những tháng cuối năm, Đà Nẵng sẽ phải tập trung khống chế dịch, đảm bảo môi trường an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thông suốt, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kích cầu tiêu dùng.